đang theo dõi này trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Trước mắt sẽ là trận đấu đầu tiên của giải bóng chuyền tranh cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023. Đây là chuyền hai người Thái Lan Bullet. Mùa giải này bên phía Hóa chất Đức Giang Hà Nội họ có sự có mặt của chuyền hai người Thái Lan. Cô đã sang Việt Nam được vài tháng và đang cho thấy sự hòa nhập. Đó là pha kết thúc của Nguyễn Thị Xuân. Điểm số đầu tiên dành cho các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Bích Thủy thực hiện quả phá bóng. Chuyển một tốt. Rất hay. Bây giờ Hóa chất Đức Giang Hà Nội mới cắt được chuỗi lên điểm của đối phương. Tham dự giải bóng chuyền tranh cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023 có 6 đội bóng của nữ và 6 đội bóng của nam. Ở nội dung của nữ, các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội và VTV Bình Điền Long An nằm ở bảng A cùng với Galaxy Thái Bình. Một pha bóng rất giằng co. Vẫn còn. Những bóng đã đi ra ngoài sân. Điểm thuộc về VTV Bình Điền Long An. Pha phá bóng của Lý Thị Luyến. Vẫn còn. Tình huống phòng thủ tốt của Khánh Đàn, nhưng sau đó thì hai cầu thủ của VTV Bình Điền Long An đã không thực sự hiểu ý nhau. Tình huống điều chỉnh chuyền một lỗi của Long An. Có vẻ như các cô gái áo đỏ đã bắt nhịp với trận đấu. Họ đang có được những pha phối hợp rất tốt. Tú Linh thực hiện quả phá bóng. Đúng một không tốt. Nhưng các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã không thể tận dụng được cơ hội để ghi điểm. Và set đấu thứ nhất khi mà Hóa chất Đức Giang Hà Nội chưa bắt nhịp được với trận đấu thì Long An đã khởi đầu tốt. Vợ của anh là Nguyễn Thị Ngọc Hòa, là một tượng đài của bóng chuyền Việt Nam. Vẫn còn. Pha bám chắn tốt của các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Bullet chơi rất ấn tượng. Pha phòng bóng tốt của chuyền hai người Thái Lan và sau đó Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã có thêm một điểm nữa. 17-6. Đây là cự giật vô cùng quan trọng để các đội bóng bước vào giải vô địch quốc gia. Rõ ràng là những gì mà kênh truyền hình người Thái Lan thể hiện là rất ấn tượng. Vừa rồi là một tình huống chuyền bóng như vậy. Ở set 1 họ có được điểm số đến thứ 16. Nhưng bây giờ trong khi Đức Giang Hà Nội chỉ cần giành 3 điểm thôi là sẽ có được chiến thắng ở set đấu 2 này. Thì Bình Điền Long An mới có được điểm số thứ 10. Vẫn còn. Pha xử lý không linh công của đội trưởng Hồng Ngát. 11-22. Khi có Thanh Thúy trong đội hình thì những bế tắc của Long An luôn được giải quyết một cách rất dễ dàng. Nhưng khi không có Thanh Thúy, không có bất kỳ một cầu thủ nào theo bám chắn ở trong tình huống vừa rồi. Một pha phối hợp quá tốc độ và ăn khớp.
đội bóng rất nguy lực. Một pha kết thúc tuyệt vời của Hồng Ngát. Không có một sự máu lửa của các quái Bình Điền Long An. Họ không có một thủ lĩnh tinh thần thực sự trên sân. Chạm bóng thành công. Này, các tài sản của Đức Gia đội đã làm việc rất tốt. Một khối lượng công việc khổng lồ đang chờ đợi huấn luyện viên Lê Thái Bình ở phía trước. Ông vẫn đang lặng lẽ đứng ngoài đường pit để theo dõi các cầu thủ thi đấu. Nhiều người không nhìn ra những điểm yếu của Long An, nhưng bây giờ khi không có Thanh Thúy thì điểm yếu đã bộc lộ rất nhiều, từ khả năng phòng thủ tấn công. Kể cả chuyền hai Kim Thoa cũng gặp rất nhiều vấn đề. Rõ ràng khi bước một không tốt thì Kim Thoa cũng rất khó để có thể phân phối bóng. Hồng Ngát đang chơi rất tự tin. Mùa giải năm ngoái, đội trưởng của Đức Gia Hà Nội là Nguyễn Thu Xuân. Pha xử lý ngay từ bước 2 khiến cho hàng sau của Bình Điền Long An không kịp trở tay. 15-8. Tiếp tục là một pha phạm bóng tốt của Trần Tú Linh. Vẫn chưa thể vượt qua được hàng chắn của Đức Gia Hà Nội. Phòng thủ rất hay. Vẫn còn. Lại là một pha xử lý rất tinh quái của Bullet. 20-7. Chỉ một tuần sau khi kết thúc cúp Hùng Vương thì giải vô địch quốc gia sẽ bắt đầu. Thời gian không còn nhiều với huấn luyện viên Lê Thái Bình để ông có thể khỏa lấp những điểm yếu của các cầu thủ Bình Điền Long An. Là thêm một điểm nữa cho Hóa Chất Đức Gia Hà Nội. Lối chơi của Long An, những gì các quái áo xanh đang thể hiện là rất không tốt, một sự rời rạc. Quả lập tốt của Kim Thành. Điểm 13-22. Khi mà chiến thắng gần như được đảm bảo chắc chắn thì huấn luyện viên người Thái Lan, ông Vanachute, đã có những sự điều chỉnh về mặt con người bên phía Đức Gia Hà Nội. Quả phá bóng của Kiều Anh, pha phá bóng khá tốt và trận đấu đã khép lại. 25-16 là tỷ số của set đấu thứ 3. Như vậy là các cầu thủ Hóa Chất Đức Gia Hà Nội đã vượt qua đối thủ VTV Bình Điền Long An với tỷ số cách biệt 3-0. Tỷ số của các set là 25-16. 25-13 và 25-16. Những tỷ số rất cách biệt dành cho đội bóng của huấn luyện viên Vanachute.